Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, khiến giá vàng miếng trong nước không thể duy trì được mốc 71 triệu đồng một lượng. Tuần này, tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và tình hình chiến sự ở dải Gaza. Ở trong nước, giá vàng miếng một lần nữa đánh mất mốc 71 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn số 9 cũng đang rời xa mốc 60 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 11 triệu 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 700 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 58 triệu 650 nghìn đồng một lượng và 59 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 620 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 750 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 900 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 69 triệu 850 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 850 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 750 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 820 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 580 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 69 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 59 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, dù quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới vẫn neo ở mức cao ngay sát dưới 2.000 đô la Mỹ một ao. Vàng trụ vững ở mức cao khi xung đột tại Trung Đông leo thang đã thúc đẩy hoạt động mua vào tài sản an toàn, trong khi các nhà đầu tư chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này. Động lực tăng giá chính của giá vàng trong 3 tuần vừa qua vẫn là cuộc chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine, trong khi gây áp lực mất giá lên vàng vẫn là chủ trương chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed, cùng xu hướng tăng của tỷ giá đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ. Giới phân tích cho rằng, trong tuần này, đây sẽ tiếp tục là hai vấn đề chi phối diễn biến của giá vàng. Theo hãng tin Reuters, Israel đã bắt đầu cuộc tấn công đổ bộ vào dải Gaza bằng các đơn vị bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng. Cuộc tiến công diễn ra với tốc độ khá từ tốn, trong lúc các cuộc pháo kích của Israel tiếp tục nhằm vào các mục tiêu của Palestine ở phía bắc của dải Gaza và các cuộc đụng độ giữa binh sĩ Israel và các lực lượng của Palestine căng thẳng ở phía nam. Nỗi lo về sự leo thang và lan rộng của các cuộc chiến đang thúc đẩy các nhà đầu tư mua đồng đô la Mỹ như một giải pháp an toàn. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác duy trì ở trên ngưỡng 106,5 điểm. Tuy nhiên, tâm lý chung của các nhà đầu tư hiện tại là thận trọng, bởi Fed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào phiên ngày hôm thứ Ba và kết thúc trong phiên ngày hôm thứ Tư. Thị trường gần như đang đặt cược 100% khả năng Fed không thay đổi lãi suất trong cuộc họp lần này và khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 cũng chỉ ở mức khoảng 20%. Dù vậy, thị trường muốn biết Fed sẽ phát đi tín hiệu như thế nào về việc giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian bao lâu. Một tín hiệu cứng rắn từ Fed sẽ gây bất lợi cho giá vàng và khiến cho khả năng duy trì mốc 2.000 đô la Mỹ một ao trở nên mong manh hơn. Ngược lại, nếu Fed có tín hiệu mềm mỏng, giá vàng sẽ được hưởng lợi. Thị trường có cơ sở để kỳ vọng một sự cứng rắn từ Fed, xét tới dòng số liệu cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ. Dữ liệu công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy lạm phát giảm chậm và tiêu dùng vẫn tăng trưởng tốt. Các nhà kinh tế nhận định với hãng tin Reuters, chắc chắn là trong lần họp này Fed sẽ không công bố một định hướng chính sách cụ thể. Nhưng Fed gần đây đã đưa ra một số thông tin hữu ích về sự diễn giải của Fed về các diễn biến kinh tế gần đây. Đó là một quan điểm cân bằng hơn về các rủi ro trong nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Fed sẽ truyền đạt quyết định giữ nguyên lãi suất như thế nào trong cuộc họp lần này, nhất là khi Fed chưa ở vào một vị thế để có thể công bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại lạm phát. Trao đổi với trang tin Kiku News, ông Ole Hansen, trưởng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Đan Mạch cho biết, với một lập trường cứng rắn của Fed sẽ khiến cho các quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng tiếp tục bán ròng. Các quỹ ETF vốn là một lực lượng quan trọng của thị trường vàng toàn cầu, trong khi từ đầu năm đến nay, các quỹ này, điển hình là SVDR, liên tục bán ròng. Gần đây, các quỹ ETF vàng bắt đầu mua ròng nhưng lực mua còn yếu. Cũng theo ông Hansen, trừ khi giá vàng trụ vững được ở mốc 2.000 đô la Mỹ một ao, còn không, nhiều nhà đầu tư sẽ chốt lời và giá vàng có khả năng sẽ giảm trở lại trong tuần này. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.